phân khu Sky River County 1 mở bán đầu tiên trong dự án khu đô thị với kiến trúc hiện đại, tinh tế, đặt trong khuôn viên xanh, thoáng đạt cùng chuỗi tiện ích mua sắm giải trí hiện đại. Và trong video lần này, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý anh chị sản phẩm dinh thự với 15 x 20 và 300m2 sân vườn, xây dựng hai lầu áp mái, đường nội bộ, hai mặt tiền trước sau, hướng đông, mặt sau sân vườn bờ sông. Về tiện ích, Clubhouse tại Zeitgeist Nhà Bè với nhiều cây xanh tạo nên vẻ mỹ quan và không gian mát mẻ. Ngôi nhà có thiết kế vừa hiện đại vừa truyền thống với vật liệu kính hiện đại và kiểu mái dốc của các căn nhà thời xưa tại châu Á. Công viên cây xanh ven sông tràn ngập sắc màu với đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, góc thư giãn. Dự án còn dành riêng 40 hectare diện tích là mặt nước, 12,5 hectare cho các dự án cây xanh chuyên dụng. Nhờ đó mà không khí tại khu đô thị Zeitgeist Nhà Bè lúc nào cũng trong lành, thoáng đãng, mang lại chất lượng cuộc sống khỏe mạnh, thư thái cho toàn bộ cư dân. Ngoài ra, dự án còn có thiết kế khu vườn bí ẩn, và đây cũng là thiết kế dành riêng cho những căn biệt thự biệt lập ven sông, bao gồm có vườn bí ẩn, vườn ánh sáng lộng lẫy về đêm và vườn hoang dã. Dự án GS Metro City Nhà Bè là một trong những dự án lớn trên thị trường bất động sản và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng. GS Metro City là khu đô thị tầm cỡ phía Nam Sài Gòn, được đầu tư và phát triển bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với quy mô rộng lớn lên đến 350 hectare, chú trọng vào chất lượng và kết cấu bền vững tiện sử dụng, đáp ứng nhu cầu của số đông đại chúng. Sự cân bằng trong cuộc sống là mục tiêu của những nhà kiến tạo, chủ đầu tư, các đơn vị thiết kế, thi công, giám sát, vận hành khi phát triển nên dự án Zeitgeist Nhà Bè. Vừa mới nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế nó là đỉnh cao bởi nhịp sống đô thị bận rộn, tốc độ đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi mảng xanh không còn nhiều, xe cộ khói bụi và ô nhiễm môi trường hay áp lực từ công việc, và sự kết hợp tuyệt vời giữa công nghệ tân tiến nhất và tiện ích đẳng cấp mang đến cho cư dân những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Và để biết thêm thông tin chi tiết về căn biệt thự hay quý anh chị có nhu cầu ký gửi, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline hoặc để lại bình luận phía bên dưới. Thank you.